tư tuần thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu, chương 26, từ câu 14 đến câu 25. Bấy giờ, một người trong nhóm 12 tên là Giuđa Iscariốt đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: thầy nhắn thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ đang bữa ăn. Người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: "Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn." Giuđa, kẻ nộp người, cũng hỏi: "Rabbin, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Suy niệm: có một thanh niên kia có thói quen ngủ rất say, luôn cần có mẹ gọi mới thức dậy được. Sau khi tốt nghiệp, anh đi làm ở một chỗ xa nhà. Mẹ anh mua cho anh một chiếc đồng hồ báo thức. Ngày đầu tiên, anh quên vặn chiếc đồng hồ trước khi đi ngủ, nên đến sở làm trễ. Ngày thứ hai, anh nhớ vặn đồng hồ, nhưng sáng sớm khi nó reo thì anh đưa tay tắt bỏ, nên lại đi làm trễ và anh bị đuổi việc. Khi anh trở về gia đình, mẹ anh hỏi về chiếc đồng hồ. Anh đáp: "Chiếc đồng hồ đó hoàn toàn vô dụng đối với con. Nó vô dụng là tại vì con không chịu dùng nó." Mẹ anh đáp: "Đôi khi ơn Chúa đến với chúng ta rất nhiều, nhưng không xin ơn ích cho phần rỗi chúng ta, vì chúng ta đã cố tình đóng cửa lòng mình lại. Đôi khi con đường dẫn chúng ta đến phạm tội cũng không phải là một sớm một chiều, mà là một quãng dài với những lần chúng ta từ khước ơn Chúa, quay lưng lại với Chúa để chạy theo đam mê của danh lợi thú. Phạm tội là cả một quá trình từ nhẹ tới nặng, do để mình bị khống chế bởi những giá trị trên thế gian, do bưng tai bịt mắt trước những tiếng nhắc nhở âm thầm của Chúa, nên đã sa vào cám dỗ của ma quỷ. Con đường của Giuđa cũng thế. Ông được Chúa yêu thương gọi làm môn đệ, chọn làm tông đồ, còn được Chúa tín nhiệm giao giữ tiền. Nhưng đồng tiền đã dần dần khống chế con người ông. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những thứ người ta bỏ vào quỹ chung. Chúa Giêsu đã nhiều lần tế nhị đánh thức lương tâm ông, nhưng ông cũng không hồi tâm. Cuối cùng Giuđa đã đi ra lao mình vào bóng đêm. Xin cho chúng ta luôn tỉnh thức để lắng nghe tiếng Chúa,
luôn can đảm sống theo chân lý của Tin Mừng và tiếng nói của lương tâm để luôn giữ mình khỏi những ràng buộc của danh lợi thú trần gian. Lạy Chúa, xin cho chúng con ơn hoán cải để chúng con biết làm lại cuộc đời. Xin cho chúng con biết sống một cuộc đời đầy yêu thương, thánh thiện như hình ảnh ban đầu mà Chúa đã tạo dựng. Amen.